Xem anh mắn như nào nào. Cười to lắm. Cười to lắm. Alo xin chào bạn nhé, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nick gì đây, ma đế. Để giống tên của cái anh top 1 lên server ngày trước. Ok, bạn này là ma đế server 55, à chưa nhầm, cấp 55 gà server 169 gà Sabo. Hôm nay mượn được cái ác này mình thấy rất là, cũng lâu lắm rồi mình chưa làm một clip về Wow Photocopy. Đây mình sẽ làm quay lại với vũ khí này xem nó như thế nào. Thì giới thiệu qua về cái vũ khí này thì nó là một cái vũ khí mà tất cả các điểm công thủ nhanh nhẹn may mắn nó đều như nhau, giống như kiểu là Wow TV tủ lạnh ấy, nhưng mà là các chỉ số nó được nâng cấp hơn và chỉ số sát thương khi cộng 15 nó cũng cao hơn. Các bạn có thể thấy là 300 730. Nếu mà như những cái Wow khác á, Wow lưu gạch hay là Wow lựu đạn hay là Wow nói chung bất kể những cái Wow nào mà ngày trước mua được trong shop thì cái chỉ số sát thương khi cộng 15 thì nó cũng không phải là 730 đâu, mà hình như là hơn 600 một tí thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về ác bạn này một chút đã nhá. Rồi, hiện tại bạn đang đeo một cái vòng tay xanh cộng 7 này. Cộng 6, hai vòng tay xanh cộng 6. Một lãng mạn 5 và một hạnh phúc 4. Rồi bốn nhân này khá là ổn rồi. 169 là một server cũng rất là mới. Mà bạn này có cái lực chiến như này là mình cũng thấy khá kinh ấy. Cũng hạng 51 trong server luôn. Có lẽ là đi trong server sẽ không phải ăn hành đâu. Ở đây pet dòng là cũng level 30 rồi và có skill 3 này là hay rồi. À kỹ năng 3, kỹ năng 3. Nó sẽ hồi máu, các bạn nhìn thấy là chịu tấn công có 64% hồi 600 HP, tức là khi mà đối thủ bắn mỗi một tia đối thủ bắn vào người mình là sẽ được xác suất cộng 600 máu. Hiện tại thì bạn cũng đủ giáp hoa văn, à nón đầu bò và giáp đầu bò để có thể lên thức tỉnh rồi, chỉ cần đợi cấp nó lên là lên thức tỉnh thôi. Ngọc thì và đây có hạt nhân xanh, bạo kích liên kích xuyên giáp tím này tuyệt vời rồi. Tấn công hộ giáp bạo kích liên kích rồi. Liên kích cũng là liên kích xanh thôi, không lấy thần báo luôn rồi. Ok, xem tu luyện bạn này nào. Công 50, nhanh nhẹn 45, thủ 41. Có lẽ là bạn này đang nâng thêm nhanh nhẹn đấy, mình thấy là đang nâng dở đây. Các bạn cứ nâng công với nhanh nhẹn nó đều nhau là ác nó sẽ ổn thôi. Thủ nâng sau nhanh nhẹn đấy các bạn. Rồi, chỉ số thì bạn này là sát thương 2194 và giáp là 1487. Rồi, cũng khá là đều đấy, không bị chênh lệch nhiều quá. HP thì có vẻ là hơi thấp, 11.000 thôi. Pet dòng thì mới là 2 sao, thế này lên 3 sao thì sẽ được nhiều máu hơn. Thân lưng bạn ấy cũng là thân lưng lục cộng 10% thôi. Rồi, rất là ít đồ hồi máu. VIP nữ thần, ô cái VIP nữ thần này thì có lẽ là bạn ấy dung luyện được. Sao tuyệt vời nhỉ, sao có thể dung luyện được cái này, sao thần thánh vậy. VIP nữ thần thì nó cộng 48% HP. Được cái là nó gia hạn được, nó gia hạn được chứ không phải mua trong shop. S nữ thần thì chỉ cộng 30 thôi. Dù sao thì lên khi nào các bạn lên shop 5 thì các bạn sẽ mua S Ares thì nó sẽ cộng 53% HP. Ok, để xem những chỉ số khác nào. Thần khí thì bạn này lên cấp 1 bằng 1 này. Đây bằng 1 cấp 3 là nó giáp cũng khá là cao. Đá khảm hầu hết đều là 6 và có một vài viên 7. À nhầm. Hầu hết đều là 8 và có một vài viên 7. Rồi có một viên 6 đỏ này cơ. Sao để viên 6 đỏ ở đây nhỉ? Xong đeo này vào phải là hơn không? Không hiểu tại sao có đá 7 đây mà lại phải đeo đá 6 làm gì? Rất là khó hiểu. Ok. Để xem vật tổ bạn này có đi vào tổ không? Đây 897 cũng khá là ổn rồi. Và mình sẽ đi một vài trận trong sạch thôi. Thì vừa nãy mình có xem trong sảnh thì các bạn thấy là cũng khá là nhiều người đi một. Mình sẽ thử đi ra, mặc dù là không có event nhưng mà một server mới mà, thế nên là cũng khá là nhiều người đi trong sạch. Rồi, đầu tiên là gặp một bạn level 49 rồi, cầm 3 Zoka. Khi các bạn tăng chiến lên cao á, mà tầm 30-40.000 các bạn chuyển sang thực ra bạn này mới 27.000 thôi. Khi mà các bạn lên tầm hơn 30.000 các bạn đeo qua photocopy nó sẽ rất có lợi. Nó sẽ ổn hơn là các bạn đeo lưu gạch vì là nhanh nhẹn và cao hơn mà. Còn sát thương thì không quan trọng lắm.
Nổ ngọc thì khi mình đã nổ ngọc thì kiến thì mình không phải lo rồi, cứ đam thôi. 1-4 thôi. Đam 1-4 hạt nhân bạo kích rồi. À hạt nhân lên kích. Phải mất tơn. Nhiều khi mình không muốn ra hạt nhân. Cái ngọc hạt nhân ấy, nó là một ngọc mà mình thấy nó rất là, mình thấy nó không được ổn lắm, bởi vì là các bạn để ý là nếu mà bắn mít nhá thì sẽ trúng tất cả các bạn, tất cả các tia, nhưng khi mà các bạn bắn trúng vào đối thủ luôn á thì những tia sau nó sẽ bị mít và không giết được đối thủ. Đấy là khi đứng xa thôi, còn khi đứng gần thì không làm gì. Khi đứng gần mà các bạn đào mà ra ngón nhân thì cả hai cùng chết, rất là bực. Và bắn 1-2-4 thì không giải quyết vấn đề gì đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy dòng nó hồi máu lại. Các bạn thấy không? Dòng nó hồi máu lại rất là nhiều luôn. 70 đi. Chỗ này thì mình sẽ bắn 30. Ném pet này. Khi mà ném pet này là khi chuyển sang turn đối thủ sẽ bị trừ 600 máu. Nhưng mà thường là mình ném pet xong là sẽ chết luôn. Ít khi nào chuyện ném pet xong vẫn sống lắm. Ma đế này. Cái tên đấy là cái tên cũ của cái anh top 1 lên server từ tầm mấy tháng trước rồi. Để ma đế. Ừ đúng rồi. À không, hình như là phải từ 1 năm trước rồi. Anh ấy để tên là ma đế. Hình như là để giống y hệt như này luôn. Bây giờ thì anh ấy để tên là Infant cái gì ấy, Infante cái gì ấy. Rồi lại gặp anh level 49 kia. Có lẽ là lực chiến cũng tương đương, vì là mình đam cũng không mất được nhiều máu anh đấy. Trước mình đừng bắn 144, à 124. Các bạn gặp rồng đừng bao giờ bắn 124 nhá. Các bạn bắn bao nhiêu là rồng nó hồi lại cho bấy nhiêu đấy. Mình sẽ full power luôn. Thường thì bây giờ mới ra khí hồn thôi. Châu thì châu thật nhưng mà gần như là một pau vẫn có thể giết được đối thủ. Mà anh kia 4x thì không thể chết đâu. Chết rồi. Khá châu. Các bạn thấy không? Mình nhìn lực chiến, à mình nhìn cái tầm bắn là mình biết mà. Rồi mít một tia rồi. Đợt này pau liệu chết không? Tốt nhất là đừng phát ngọc, nếu không phát ngọc thì khả năng là không chết được. Đừng crit nữa. 3000 máu. Kiểu lực chiến khá là cao. Nghĩa là vừa nay mình băng xong rồi mình bật kỹ năng pet lên, có khi là sẽ hay hơn. Trừ một nghìn năm máu một tia mà như thế sẽ hay hơn. Rồi từ sau mình sẽ phải nhầm. Dòng này chưa thức tỉnh thì không thể bắn thế được đâu. Dòng khi nào lên thức tỉnh có skill 4 cũng rất là hay, nếu mà trong tầm 4x. Dạo này mình cũng đang bắn góc 45 hơi nhiều. Hy vọng chúng tơ này sẽ bắn trúng. Úi. Bắn này không? 45 rất chuẩn. Khá chuẩn thôi, chứ rất chuẩn thì chưa nói. Mình sẽ cố gắng để ra clip góc 45 gần nhất có thể, sớm nhất có thể. Tuy nhiên là mình sẽ chỉ khuyên các bạn là nên dùng góc 45 trong một màn hình thôi. Ngoài một mình dễ mít lắm. Mình không chết được con boss kìa. Có vẻ là chuyển sang wow photocopy này là sát thương nó hơi bị yếu. Và đấy không hiểu mình sao mình bao thế mà ai kia không chết. Level 49 có nhiều máu đâu. Một thời gian nữa mà khi mọi người mà up lên khí hồn bậc 2, bậc 3 hết thì lúc đấy thì Gunny sẽ trở về giống như cái ngày xưa mình chơi. Tức là không thể nào mà một Paul hoặc là một Dam có thể giết được thôi. Trừ khi xuyên giáp nhé. Trừ khi là xuyên giáp thôi. Xuyên giáp thì bất kỳ ai cũng chết. Dam vào người top thì cũng chết.
Không hiểu sao trên Ganizing ấy, thì họ có cái đạo cụ đó là xuyên giáp ấy. Mình thấy là khi mà mấy cái anh đấy làm những cái clip đấy, mình thấy bật xuyên giáp lên nhưng mà vẫn không thể giết được đối thủ luôn. Thường là họ bắn giật dữ rất là lâu xong họ mới bật xuyên giáp lên cơ. Mình thấy chưa? Có lẽ là mình sẽ kích vào cho họ đi. Một tên chưa chắc chết được. Từ khi mà ra cái khí hồn mình bắn nó rất là dè chừng mình kích rồi. Cũng được, ổn bắn chay liên kích thôi mà. Cũng được hơn cũng được 2 phần 3 cây máu đấy. Pet cắn thôi cũng đã thấm rồi. Đừng ngọc gì, đừng ngọc gì, đừng ngọc gì. Không ngọc gì rồi, không biết là bao nhiêu máu đây. Ôi 1.800 máu lại cộng lại 600, các bạn thấy không? Hầu như tiên nào cũng sẽ được cộng. Hầu như tiên nào cũng sẽ được cộng máu các bạn. Thế các bạn đừng chê dòng nhé. Nhiều bạn xem clip, xem các clip mình xong lại thích nuôi dòng. Ngày trước thì có thể là có vẻ là có những người hay kiểu như là thấy pet dòng bảo là skill của nó, kỹ năng của nó rất là phế. Rồi sau khi mấy các bạn xem clip của mình về dòng thì có vẻ các bạn hết thất vọng ấy, kiểu như là lại quay lại trở lại thích thích pet dòng. Dòng ngày xưa là chỉ được cái đỏ đấy. Cái đỏ bắn 1 2 4 bắn được bao nhiêu máu là cứ hồi lại hết. Rồi gặp người rất là nhiều. Mình thấy ở server này là 4x là cộng 15 hết rồi, ai cũng thấy gian vàng hết. À hôm nay Gandhi mình thấy Vienna Game vừa ra cái sự kiện, lại tiếp tục ra cái sự kiện là súp giờ vàng. Bảo kích rồi. Không đến. Bắn dưới lên trên là mình bắn rất là kém. Ra cái sự kiện súp giờ vàng ấy, nhưng mà một dương quà kích hoạt là chỉ được có 50 đá cường hóa thôi chứ không được 200 đá cường hóa như trước nữa. Và nói chung là lên cộng đồng lại thấy các bạn chửi nhau loạn xã cả lên. Người thì cho rằng là nên như vậy, không thì ra tức là kiểu vào trong sảnh này 2x 3x là cộng 15 hết, chả cần gây cuốc gì, cứ đợi xong giờ vàng là mua đá cường hóa lên thôi. Mình thấy là cứ kiểu fix như thế là không hợp lý. À không, mình thấy để cái đấy nó là 50 đá cường hóa thì mình thấy nó là hợp lý. Tuy nhiên là nên để như thế ngay từ đầu chứ không nên là cứ ra một kiểu được một thời gian xong lại fix lại, giống như kiểu kiến đỏ ấy. Nhiều người cũng cho rằng ý kiến là nếu thà kiến đỏ ngay từ đầu nó đã như thế rồi ấy, thì mọi người còn đỡ thấy ức chế. Đây là các bạn thấy là Vinagame để cho kiến đỏ nó bá đạo hẳn một thời gian luôn, xong rồi fix lại phát thì thôi mọi người, nói chung là bao nhiêu người dồn tiền lấy xong rồi lại có nhiều cái ấy, fix đi nó rất là hợp lý nhưng mà tuy nhiên là không nên, nói chung là mình nói cũng hơi lan man. Là kiến đỏ như bây giờ nó là hợp lý nhưng tuy nhiên là Vinagame fix như vậy thì sẽ không hợp lý. Lẽ ra là những cái tính năng đấy nên để từ đầu nó là như vậy đi chứ không nên là để nó một tồn tại một thời gian khá là lâu luôn, xong rồi mới fix lại. Mình sẽ rời trận đấu này và chuyển sang trận đấu khác. Cứ đi trong sảnh là mình tâm sự với các bạn rất là nhiều, nó không như kiểu đi trong giải siêu cấp. Đi giải siêu cấp thì nói chung là mình phải, nhưng mà đi trong giải siêu cấp thì thực sự là rất là nhập tâm vào trận đấu luôn. Còn đi trong sảnh này thì đôi khi là gặp những trận lag hay là gặp bot thì mình nói rất là nhiều. Rồi anh kia cũng pet rồng rồi, có lẽ là mình sẽ kick power thôi. Chỉnh lên này cho an toàn, không phải bắn mid. Ra bắn mid thì cũng chẳng sao, bắn trúng thì cũng kick power, còn bắn mid thì đỡ bị power thôi. Lên kick rồi. Ủa, 4.000 máu ấy. Khi nhở bạo kích 4.000 máu tức là bắn chay là mình cũng phải được tầm 2.000 máu đấy. Ngày xưa thì khi mà crit lên á thì số máu mà mình thần báo nó bắn rất là chuẩn này, lại cộng lại 1.600 máu. Qua đấy hầu như tiên nào cũng được cộng lại 600 máu hết. Chuyện gì đây? Lại hạt nhân hấp thụ. Chết rồi. Có lẽ là không chết rồi. Hình như là ngọc hạt nhân bây giờ cũng bị fake hay sao các bạn ạ?
đam không được to như ngày trước đâu. Thế là mình khuyên các bạn lấy ngọc là cứ phải lấy xuyên giáp trước. Bạn gì thôi cứ bán chay đi. Như ngày kia là đang hồi phun máu rồi đấy. Phun hạt nhân rồi. Để có tơ được không? Ủa. Sao mình đam to thế nhỉ? Mình đam to vãi luôn. Xuyên giáp rồi. Bao nhiêu máu đây? Ui 15.000 máu các bạn thấy xuyên giáp thì... Bây giờ có lẽ là xuyên giáp sẽ là ngọc mà đam to nhất trong tất cả các loại ngọc luôn. Chính xác là như vậy. Không còn gì mà nghi ngờ. Hạt nhân, các bạn thấy vừa nãy anh kia anh bao hạt nhân. À nhưng mà anh ấy chỉ bắn 1-4 thôi. Tuy nhiên là đợt này mình cầm ác của mình đi đi lên server ấy, thì mình cũng thấy là ngọc hạt nhân có vẻ đam yếu hơn ngày trước chứ không được như ngày trước nữa. Không biết là có đúng không? Nếu các bạn xem qua các bạn có thể góp ý cho mình nhé. Mình cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là mình thấy như vậy thì mình nói thôi. Cũng giống như kiểu là cái quan điểm mà đừng ngọc gì nhé, đừng có hạt nhân. Rồi ok, chúng ta vẫn đang trong trận và đối thủ vẫn đang đứng. Ơ, có lẽ là tơn vừa nãy là mình bắn trúng rồi xong mới bị thoát ra. Không lấy được góc lên rồi. Một đi, 50 này. Xuyên giáp rồi. Cái góc đấy thì nó quá là thấp luôn. Không trúng. Nếu bắn mạnh hơn tí thì nó lại bay qua đầu. Vẫn chỉ là một tên bắn chay chứ không... không hề đam. Ok, tên này thì có lẽ là sẽ trúng thôi. Mong là vậy. Cứ làm mình run. Trúng không? Trúng. Đọc lên quá khó luôn. Nếu các bạn bắn lên trên vòng lên trên này này, có thể nó sẽ dễ liên kích được. Bắn rất là chuẩn đấy. Nhưng mà mỗi tia thì các bạn thấy là đều được cộng 600 máu hết. Tức là đối thủ chỉ có thể gây cho mình sát thương đó là 600 máu một tia thôi. Đấy, bay không đến nơi rồi. Mình sẽ cố gắng bắn vòng từ trên này lên. Bắn vòng dưới này lên. Bắn vòng được không? Đây rồi. Có góc đây rồi. Khi nào mà chúng ta cảm thấy là trận đấu nó quá bế tắc, tốt nhất là bay thẳng vào chỗ đối thủ mà đam. Giống như cái trận mà hôm trước mình làm một con súng nước mà ác nhỏ ấy, đối thủ bay sang không ấy bị đào chết luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi tầm mấy trận nữa rồi nghỉ thôi. Đi trong server thì đợi nó rất là lâu, và nhất là cái thời gian mà cảm giác cái clip mình làm về đi trong sảnh nó rất là lâu, rất là dài. Riêng cái khoản mà lúc bắn xong rồi, rồi anh kia nhìn đã biết thủ châu rồi. Bỏ tặng này bắn. 30. Ui, 4.500 máu kìa. Sao họ giáp châu mà nhìn có vẻ giáp khá là châu mà sao bắn được nhiều máu thế nhỉ? Pet rắn cơ mà. À đấy, tiếp tục nói là riêng cái khoản mà đi trong riêng khoản mà rồi gió cứ là gió ngược thôi. Riêng khoản mà là thẻ bài thì cái đấy nó đã rất mất rất là nhiều thời gian rồi. Bắn 32 đi. Có lẽ là phướng ở trên không? À trúng luôn. Hai tuần chạy đã chết level 48. Các bạn thấy là cùng là level 48 và 49. Nói chung là chỉ lệch nhau một level, nhưng vừa nãy mình đam anh 49 kia là một bao không chết. Còn anh này bắn hai tơn chay đã chết rồi. Bây giờ nó quá nhiều tính năng mà có thể nạp tiền vào tăng lên ấy, thế nên là cùng một level nhưng có thể lệch lực chiến rất là nhiều. Ngày xưa thì các bạn chỉ có thể tăng lực chiến bằng cách là nâng cấp thật là nhanh, tăng cấp độ nhân vật thật là nhanh để có thể là sử dụng những cái tính năng mới. Lại gặp level 51 rồi.
Có vẻ server này có vẻ đi ập rất là nhiều nên là các bạn nhìn pet kiến mà set set kiến ấy, cái set kiến xanh này các bạn chỉ có thể đi ập và kiếm được cái set đấy thôi. 1 2 1 2 4 thôi. À cái vũ khí này có thể đào được đấy, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Hộ giáp rồi. 1.500 máu và cứ chờ. Đây mình sẽ cho các bạn xem là nó đào như nào. Chỗ này mình sẽ bắn là 64 đi. Không đến nhỉ. Mệt ghê đấy. Của đấy chúng thì khả năng là còn pow được. À khả năng là còn khả năng là còn đào không được. Bây giờ mình bay sang bên kia. Không biết là tơ này liệu mình có đào được xuống không. Mình sẽ cố gắng thôi. 72. Anh kia ơi cứ cười đi. Gặp nhiều đối thủ hay cười như thế lắm. Rồi không đủ để bắn 124. À 112. Rồi đương nhiên là đào không thể bằng lúc gạch được rồi. Không thể chết được. Có lẽ là sẽ bay lên và đào mình tiếp. Chứ mình nghĩ là lưu gạch à lựu đạn này bao nó không chết mình đâu. Đấy bắn 114 được có tí máu rồi. Rồi ok, để xem anh này bắn như thế nào. Sao mình thấy những người dùng icon nhiều là thường là trận đấu không thắng được đâu. Rồi tương tiếp theo chắc là bay lên thôi. Hình như là mình hết lượt băng rồi, mình bị hết lượt băng rồi. Rồi 1 1 4. À, xem anh mắn như nào nào. Cười to lắm, cười to lắm. Mình bảo rồi mà, những người mà hay cười ấy, những người mà hay dùng icon thì mình chỉnh cái thông tin. Những người mà hay cười ấy là hay thế lắm, vui tính cực. À, mình cũng là một người hay cười nhưng mà mình không dùng icon cười thế. Ý là những người nào mà hay dùng icon cười là những người cực kỳ vui tính. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Đối thủ vừa rồi thì có lẽ là mình không hiểu anh ấy muốn làm gì. Con photo copy này thì điểm trừ duy nhất nó là góc hẹp rồi, góc hẹp như lựu đạn ấy. Góc của nó hẹp như lựu đạn luôn. Rồi đến nơi, may cũng đến nơi đấy. Có thể là bay lên trên đầu họ thôi. Tốt nhất là kiếm một cái vị trí an toàn mà đứng các bạn ạ. Đứng dưới này mà nhớ bắn một tên không chết là họ đào mình thì thôi, không còn gì mà nói nữa. Có tên rồi. Kiến kia là cũng có cái kỹ năng 3 đó là tăng giáp, tăng 100 giáp. Nếu mà nâng max level của kỹ năng 3 thì sẽ tăng 100 giáp. Rồi vào kích rồi, 2.000. Hồi lại 600 máu ấy. Cho anh này ăn tạm một cái skill pet đi. À kỹ năng pet đi. Xuyên giáp ở có lẽ trên luôn. Kỹ năng 3 của pet dòng thì kinh khủng lắm. Ok mình sẽ đi thêm một trận nữa cho xuống 19 trận. Cho số nó đẹp xong rồi nghỉ thôi. Ủa, gặp bot ngay. Thôi có lẽ là clip mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Đừng quên like, bấm đăng ký để ủng hộ cho mình, giúp mình có thể làm những video hay hơn, hấp dẫn hơn nhé. Tạm biệt các bạn.